Được địa phương tạo điều kiện về đất đai, anh Đỗ Văn Hậu ở xã Đức Phú, huyện Mộ Đức đã đầu tư trồng chanh trên diện tích 3 hectare với số lượng trên 2.200 cây. Đây là giống chanh chùm bông tím. Ưu điểm của giống chanh này là cho năng suất cao gấp 3 lần so với chanh thông thường. Ít tốn công chăm sóc và dễ trồng. Áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và canh tác theo hướng hữu cơ. Sau 3 năm trồng, chăm sóc, cây chanh phát triển khá tốt. Sau 2 vụ thu hoạch, bình quân 1 hectare chanh cho thu hoạch hơn 15 tấn, giá bán từ 10.000 đến 20.000 đồng 1 kg, có thời điểm trên 20.000 đồng 1 kg. So với các loại cây trồng khác, cây chanh cho thu nhập khá. Hiện nay, anh Hậu liên kết với các hộ dân trong xã cung cấp cây giống, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu đầu ra. Hướng đến xây dựng chuỗi liên kết trên diện tích 5 hectare và xây dựng sản phẩm OCOP của địa phương. Sắp tới thì mình nhân rộng cái mô hình cho bà con sản xuất và mình tiến hành thu mua lựa cho của bà con. Và mình thứ nhất là mình đi chanh về ở ngoài, về chanh chợ. Và hướng đến là cái nhập vô siêu thị và mình đi theo cái hướng chanh muối. Đây là cái giải pháp mình làm chanh muối là để giúp cho giải quyết những cái hàng lúc chợ nó ở đồ thị trường nó ế. Và đang hướng đến là sản phẩm sạch theo hướng sản phẩm OCOP của xã Đức Phú. Nhận thấy nhu cầu về lương ngày càng lớn, trong khi sản lượng lương đồng cung cấp cho thị trường chưa đáp ứng, ông Nguyễn Thanh Tường ở xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân và chọn mô hình nuôi lương không bùn để phát triển kinh tế. Trên diện tích 300m², ông Tường đã đầu tư trang trại với số lượng 24 bể xi măng để nuôi lương không bùn với số lượng trên 60.000 con. Mỗi hồ nuôi 2.500 con. Lương nuôi từ 9 tháng đến 1 năm là xuất bán. Trung bình mỗi năm xuất bán ra thị trường trên 10 tấn lương, chủ yếu bán cho thương lái ở tỉnh Nghệ An. Ngoài nuôi lương thương phẩm, ông Tường còn nuôi và nhân giống thành công lương giống. Hơn một năm nay, trang trại đảm bảo con giống tại chỗ để nuôi, không phải nhập giống từ các tỉnh nên thu nhập khá hơn. Giá lương thương phẩm trên thị trường dao động từ 120 đến 160.000 đồng 1 kg. Cũng theo ông Tường, lương dễ nuôi, ít dịch bệnh. Quan trọng môi trường sống của lương phải đảm bảo sạch sẽ. Nhất là nó là cái nguồn nước là chính. Nếu mà nguồn nước mà nó ổn định á, từ pH của nó là từ 6 chấm đến 4 chấm thì nó khỏe lắm, lương nó khỏe lắm. Được đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm, bà Đoàn Thị Hoa ở thị trấn Bộ Đức đã mua một cặp chồn hương để nuôi thử. Và bất ngờ, chồn đã phát triển, sinh sản tốt. Thấy mô hình hay, hiệu quả, sau khi nắm bắt được kiến thức, kỹ thuật, bà Hoa đã mạnh dạn đầu tư mua các giống chồn sinh sản về nuôi. Trên mảnh vườn 1.000m², bà Hoa đã xây dựng một trại nuôi với số lượng trên 100 chuồng nuôi. Cơ sở chăn nuôi chồn của bà Hoa đã được Chi cục Kiểm lâm Thú y tỉnh kiểm tra tiêu chuẩn và cấp phép kinh doanh hợp pháp. Theo bà Hoa, chồn mẹ mỗi năm sinh sản khoảng 2 lần, mỗi lứa 3-6 con. Tỷ lệ sống lên đến hơn 90%. Chồn ăn thức ăn tự nhiên như mít, chuối chín và cháo cá. Trung bình mỗi con chồn có khẩu phần ăn khoảng hơn 2.000 đồng một ngày một con. Mỗi năm, đàn chồn hương đẻ khoảng 150 con chồn thương phẩm. Chồn nuôi 8 tháng đạt trọng lượng 3,5 kg với giá bán từ 1,5 đến 2 triệu đồng 1 kg. Trung bình mỗi năm bán khoảng 150 con chồn thương phẩm, thu về trên 500 triệu đồng. Con mẹ mà nuôi được một con mẹ sinh sản là một năm ít nhất là nó cũng cho thu được 20 triệu trên một con mẹ. Mà hiện tại trang trại mình là bữa nay là vừa nhỏ vừa lớn là gần 100 con rồi. Là cũng có mấy cái hợp đồng ở Hà Nội, nhà hàng đó, người ta ký hợp đồng với mình nhưng bây giờ mình không có hàng giao. Là cái mô hình đó mình thấy là nó rất là tiềm năng, chứ không có lo gì cái đầu ra hết. Mình mới mạnh dạn mà đầu tư. Đồng hành, tiếp sức của các cấp ngành, những năm qua, phong trào phát triển sản xuất của người dân ở huyện Mộ Đức đã có nhiều khởi sắc. Đời sống của nông dân không ngừng được nâng lên. Tính đến nay, địa phương đã xây dựng được gần 1.300 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2023 đạt gần 51 triệu đồng một người trên một năm. Hướng đi của huyện là ưu tiên khuyến khích người dân phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân. Nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một cái mà chúng tôi cũng phải tập trung. Và trong đó thì chú trọng là quy hoạch định hướng các vùng sản xuất và đầu tư để đảm bảo được
là phục vụ tốt cho cái sản xuất. Và chúng tôi tiếp tục kêu gọi thu hút các cái nhà đầu tư có cái tiềm năng, có cái thế mạnh để mà liên kết với người nông dân để phát triển cái lĩnh vực sản xuất trên địa bàn. Thì trong đó thì phải nói là ưu tiên cho các cái doanh nghiệp mà có thể là không cần phải thu hồi đất của người nông dân đâu, mà có thể liên kết với người nông dân bàn góp đất rồi coi như là để mà thực hiện các dự án. Thì hiện nay thì cũng có một số các dự án cũng đã thực hiện việc này cũng khá hiệu quả. Tích cực triển khai và đa dạng hóa các mô hình sản xuất của huyện Mộ Đức trong thời gian qua đã giúp nông dân ngày càng được tiếp cận nhiều cách làm mới, khai thác tốt tiềm năng đất đai, lao động ở địa phương, tạo sự chuyển biến về nhận thức, năng lực tiếp cận và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, góp phần nâng cao đời sống người dân. Kinh tế được cải thiện, người dân có điều kiện và tích cực hưởng ứng các hoạt động phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Qua đó góp phần giúp địa phương nỗ lực hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới vào cuối năm nay.